Giải trí miền Tây chào mừng các bạn đã quay trở lại. Lời nói đầu tiên, chúc cô chú, các anh chị và các bạn xem video vui vẻ, nhận được những thông tin mới, chính xác, sớm nhất mỗi ngày. Hôm nay giải trí miền Tây cập nhật giá mít ruột đỏ Indo. Và giá mít ruột đỏ Indo hôm nay có chiều hướng tăng. Đó là một cái thông tin cực vui cho bà con sản xuất mít ruột đỏ Indo. Giải trí miền Tây ngoài những thông tin về giá cả thị trường, còn có những thông tin về khoa học kỹ thuật giải trí để bà con được thuận tiện theo dõi giải trí miền Tây ở mọi lĩnh vực. Và hôm nay giá mít ruột đỏ tăng hơn so với những ngày trước. Đó là tình hình dấu hiệu rất khả quan. Giá mít ruột đỏ Indo cũng là giá mít ruột đỏ sơ vàng hôm nay. Giá loại 1 8kg trở lên có giá 65-70 ngàn một ký. Giá loại 2 từ 6-8kg giá 55 ngàn. Mít chợ giá 25 ngàn. Đó là tình hình khả quan hơn so với những ngày trước các bạn nhé. Và mong rằng chiều hướng giá mít mỗi ngày được tăng lên bởi Tết Nguyên Đán sắp đến, để bà con sản xuất được thuận lợi và có lãi hơn trong vấn đề canh tác. Giá mít ruột đỏ còn có sự chênh lệch về giá ở từng khu vực, từng địa phương, từng vườn xa hay gần vừa mít, và từng thương lái thu mua khác nhau, cũng như tuyến đường từ vườn mít đến trục lộ chính. Đó là chi phí của những người thương lái. Chúc cô chú, các anh chị và các bạn thuận lợi trong vấn đề canh tác, cũng như sức khỏe được bình an. Để đón nhận nhiều thông tin hơn, cô chú, các anh chị và các bạn hãy đăng ký, like, chia sẻ cũng như ấn vào cái chuông để theo dõi giải trí miền Tây được dễ dàng hơn. Cảm ơn cô chú, các anh chị và các bạn đã bỏ thời gian quý báu xem hết bản tin này. Bye bye.